Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021, là ngày đầu tiên mà Sài Gòn thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, là giãn cách toàn thành phố ha các bạn ha. Thì hôm nay giãn cách nhưng mà mình cũng có việc để đi ra ngoài xử lý một số công việc, cho nên là mình sẽ cho các bạn coi tâm dịch Sài Gòn hiện tại như thế nào ha. Hiện tại thì mình đang ở Bình Tân luôn các bạn ha. Bình Tân là hiện tại là vùng có nhiều ca mắc dương tính nhất. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi qua xưởng, lấy một ít đồ nghề. Rồi mình sẽ đi làm một vài cái giấy tờ để cho anh em ngày mai sẽ đi qua công trình tiếp tục thực hiện công việc. Thì vẫn tuân thủ quy tắc là 5K của Bộ Y tế. Nhưng mà với công việc mà thì chúng ta cũng phải làm thôi. Nên mình sẽ cho các bạn coi là cuộc sống ngày đầu tiên của Sài Gòn giãn cách thì nó sẽ là như thế nào ha. Đây. Này, đây là bây giờ cái cổng này là chung cư mình đây. Mình sẽ cho các bạn coi này. Dạ. Công an san tận lắm đó. San xe đi tận lắm đó. Dạ. Công an san xe đi tận lắm, cấm cho ra mà tôi ra nhiều lắm. À, chú bảo vệ nói là công an nó ra săn xe nhiều lắm. Mình cũng không có ngại gì hết, tại vì mình đi là có công việc mà, cho nên là đâu có nhất thiết gì đâu. Nếu mà ví dụ như không có công việc thì mình cũng ở nhà cho mình đi làm cái gì. Đường xá thì vắng hơn mọi ngày rất là nhiều, chỉ có vài chiếc xe thôi. Đây là đường quốc lộ 1 các bạn. Đây là đường quốc lộ 1 đoạn qua. Đây, mình sẽ lên cầu vượt vô hướng Chợ Đệm, cao tốc Chợ Đệm này, Tân Tạo Chợ Đệm. Cũng hy vọng là tình hình dịch sau 15 ngày giãn cách em về gió lộng ta áo nhạt. Đây là cái bên tay phải
gian trên mãi xa xăm, suốt bao năm tháng ân thầm, thành phố đôi thầm trong màu mắt ai. Đời còn thắp ánh sáng rực rỡ, đẹp như đôi mắt mong chờ. Những đêm giông chờ thì đừng quên, mãi mê nên quên về. Sài Gòn hơi bên nghe còn đó, ngàn xưa hôm nay vẫn rộn ràng, điều nhạt ngân vang trong gió. Vài nàng tiên ngã ấp xuống chờ ra. Trời lắng đọng một thoáng Sài Gòn ngược xuôi phố đông, người đi xa mãi bao năm vẫn nghe thương nhớ trong lòng, thành phố thưa tha trong ta áo. Công ty giao hàng hoặc là đi qua địa phận của các tỉnh khác thì
đó là một cái địa điểm xét nghiệm rất là đông. Nên khu vực này thì vắng luôn, không thấy bóng người luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quanh lại để mình đi công việc. Mình sẽ đi in một ít bản vẽ cho công trình ngày mai các bạn ha. Gửi file qua Zalo và nhận file, nhận bản vẽ qua khe cửa rồi trả tiền. Từ khi tôi bé đã nghe tên Sài Gòn, rồi trước mặt là công viên Phú Lâm ha các bạn. Sài Gòn là quê, ngày nắng rong trời bên hồ con rùa, ngày mưa chân bước trên đường lệ lại. Ngày ngày đến lớp chúng ta chung mái trường, trường mình cài đó áo dài chiều tung bay, cười nói bên nhau chuyện trò vui đùa. Hồn nhiên nghe Sài Gòn hòn ngọc diêm đồng. Tự hào biết mấy với quê hương Sài Gòn, màn đêm buông xuống cả Sài Gòn lung linh, thành phố yên vui thanh bình trang hòa, ngàn sao vẫn thế Sài Gòn mến. Thank you.
chung mái trường, trường mình khai đó áo dài chiều tung bay, cười nói bên nhau chuyện trò vui đùa, hồn nhiên em bước dưới hàng mẹ xanh. Sài Gòn đó yêu sao cần thân quen cho Sài Gòn biển bao nhiêu kỷ niệm của thời hoa niên. Sài Gòn đó quên tôi dù đi đâu cũng nhớ về tôi. Sài Gòn hoàng ngọc diên đông tự hào biết mấy với quê hương Sài Gòn mang đến buông xuống cả Sài Gòn lung linh thành phố yên vui thanh bình trang hòa ngàn sao vẫn thế Sài Gòn mến yêu. Thành phố yên vui thanh bình trang sau một tiếng 15 phút mình đi một vòng trở về thì thấy là cuộc sống trong ngày đầu tiên bị giãn cách thì xe cộ ít hơn nhưng mà cũng có thể đi lại được trong phạm vi gần gần. Ngày mai mình sẽ đi làm từ nhà của mình ở bên quận Bình Tân, sẽ đi qua bên đường Trần Não của quận 2. Thì ngày mai mình sẽ làm một cái clip để cho các bạn coi thử là cái hành trình cuộc sống của Sài Gòn từ quận 1, từ quận Bình Tân nè, mình sẽ đi qua quận 6, đi qua quận 5, sau đó tới quận 1 rồi mới đi qua quận 2, thì để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về cái cuộc sống của người dân Sài Gòn trong những ngày giãn cách này là như thế nào ha. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích video này thì cho mình một like, một share và có thể subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn và chào các bạn, hẹn gặp lại.